Dạ, mến chào bà con nông dân và các bạn. Chào mừng bà con nông dân và các bạn đã quay trở lại với kênh Giá Lúa Gạo Mới Nhất. Đây là nơi bà con nông dân và các bạn có thể tham khảo được giá cả lúa gạo sớm nhất trên thị trường trong và ngoài nước. Lời đầu tiên, xin chúc cho bà con nông dân và các bạn được nhiều sức khỏe, vụ mùa bội thu, trúng mùa được giá. Nếu đây là lần đầu tiên đến với kênh, xin hãy nhấn vào nút đăng ký màu đỏ bên cạnh, nhấn vào cái chuông, chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Xin cảm ơn bà con. Thưa bà con, sau đây kênh sẽ cập nhật thông tin về giá cả lúa gạo trong ngày hôm nay cho bà con tham khảo. Thưa bà con, sau đây bản tin sẽ cập nhật thông tin về giá cả lúa gạo mới nhất trong ngày hôm nay cho bà con tham khảo. Việt Nam đánh giá giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tháng 8 tiếp tục xu hướng giảm từ tháng trước đó là bởi nhu cầu từ khách hàng nước ngoài chậm, cước phí vận chuyển cao, dịch Covid-19 tái bùng phát. Ngoài ra, việc giá gạo Thái Lan và Ấn Độ giảm cũng tác động đẩy giá gạo của Việt Nam giảm theo. Việc giá gạo xuất khẩu giảm cũng cùng với dịch bệnh kéo dài cũng tạo áp lực kéo giá lúa gạo trong nước tiếp tục giảm trong những ngày đầu tháng 9 năm 2021. Giá gạo nguyên liệu IR504 ở mức 7.700 đồng 1 kg, gạo thành phẩm IR504 ở mức 8.800 đồng 1 kg, cám vàng ổn định 6.600 đồng 1 kg và tấm loại 1 IR504 dao động từ 7.300 đến 7.400 đồng 1 kg. Giá gạo bán lẻ tại các chợ vẫn xu hướng ổn định, cụ thể nếp ruột giá 13 đến 14.000 đồng 1 kg. Gạo thường 10.500 đến 11.500 đồng 1 kg. Gạo nàng nhan 20.000 đồng 1 kg. Gạo thơm thái hạt dài 17 đến 18.000 đồng 1 kg. Gạo hương lài 18.000 đồng 1 kg. Gạo trắng thông dụng 15.000 đồng 1 kg. Gạo nàng hoa 16.000 đồng 1 kg. Gạo sóc thường 13.500 đến 14.000 đồng 1 kg. Sóc thái 18.000 đồng 1 kg. Thơm Đài Loan 20.000 đồng 1 kg. Gạo Nhật 19.000 đồng 1 kg. Cám 8.000 đồng 1 kg và jasmine từ 14 đến 15.000 đồng 1 kg. Về của ngành nông nghiệp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, hiện nay Cần Thơ, Long An, Đồng Tháp, Hậu Giang đã thu hoạch dứt điểm lúa hè thu. Trong đó Cần Thơ, Hậu Giang cũng đang thu hoạch sớm một phần diện tích lúa thu đông. Giá lúa hôm nay biến động trái chiều giữa các giống lúa. Lúa IR504/04 tươi giảm 100 đồng xuống còn 4.600 đến 4.900 đồng 1 kg. Đài Thơm 8 tăng 100 đồng lên mức 5.600 đến 5.800 đồng 1 kg. Các giống lúa khác ổn định gồm nếp vỏ khô 6.600 đến 6.700 đồng 1 kg, nếp Long An khô 6.100 đồng 1 kg, OM 9582 tươi 4.800 đến 4.900 đồng 1 kg, OM 5451 tươi 5.500, OM 5451 tươi 5.000 đến 5.200 đồng 1 kg, lúa OM 6976 tươi 5.000 đồng 1 kg, OM 18 tươi 5.500 đến 5.600 đồng 1 kg. Nàng hoa 9 tươi 6.000 đến 6.100 đồng 1 kg. Lúa Nhật lúa khô 7.500 đến 7.600 đồng 1 kg. Nàng nhan khô 11.500 đến 12.000 đồng 1 kg. Lúa IR504/04 giá 5.500 đồng 1 kg. Lúa OM 380 lúa tươi 4.100 đến 4.200 đồng 1 kg. Lúa OM 6976 lúa tươi có giá từ 5.100 đến 5.200 đồng 1 kg. Lúa OM 18 lúa tươi 5.700 đến 5.800 đồng 1 kg. Lúa OM 5451 lúa khô có giá từ 5.000 đến 5.300 đồng 1 kg. Lúa OM 4218 lúa tươi có giá từ 5.600 đến 5.800 đồng 1 kg. Lúa OM 5451 có giá từ 5.000 đến 5.300 đồng 1 kg. Lúa OM 9582 lúa tươi có giá từ 4.600 đến 4.700 đồng 1 kg. Lúa OM 5421 lúa tươi có giá từ 5.700 đến 5.900 đồng 1 kg. Lúa OM 7347 lúa tươi có giá từ 5.200 đến 5.300 đồng 1 kg. Lúa OM 9577 lúa tươi có giá từ 5.100 đến 5.300 đồng 1 kg. Lúa Hương Châu 6 lúa tươi có giá từ 5.200 đến 5.500 đồng 1 kg. Lúa ST25 lúa tươi có giá từ 6.200 đến 6.300 đồng 1 kg. Nàng hoa 9 lúa tươi có giá từ 5.800 đến 6.000 đồng 1 kg. OM 4.900 lúa tươi 5.700 đến 5.800 đồng 1 kg. ST24 lúa tươi có giá từ 6.000 đến 6.100 đồng 1 kg. Lúa jasmine lúa tươi có giá từ 5.300 đến 5.500 đồng 1 kg. Lúa Nhật lúa khô có giá từ 7.500 đến 7.600 đồng 1 kg. Thơm Đài Loan lúa tươi có giá từ 6.400 đến 6.500 đồng 1 kg. IR504/04 lúa tươi có giá từ 4.500 đến 4.800 đồng 1 kg. Đài Thơm 8 lúa tươi có giá từ 5.500 đến 5.800 đồng 1 kg.
Nếp vỏ khô có giá từ 4.500 đến 4.600 đồng 1 kg. IR50404 lúa khô có giá từ 6.500 đến 6.700 đồng 1 kg. VNR20 lúa tươi có giá từ 5.700 đến 5.900 đồng 1 kg. RVT lúa tươi có giá từ 6.200 đến 6.400 đồng 1 kg. Thưa bà con, bản tin về giá lúa gạo của chúng tôi hôm nay đến đây tạm dừng. Bà con xem tin thấy hay thì xin hãy chia sẻ thông tin này đến cho nhiều người cùng xem. Xin cảm ơn bà con. Thưa bà con, sau đây kênh sẽ đưa thông tin về giá cả một số loại thuốc trừ sâu, phân bón cho bà con tham khảo. Bà con nhớ tuân thủ tốt mọi nội quy của chính quyền địa phương để cùng chính quyền địa phương chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, sớm đưa cuộc sống bà con trở lại bình thường. Xin chào và hẹn gặp lại vào bản tin lần sau.